Hiện nay thì trên thị trường giữa rất là nhiều các cái sản phẩm làm sạch và làm đẹp ở cái vùng kín, thì để chọn lựa được một cái sản phẩm đúng tiêu chuẩn về chất lượng và cho bản thân mình ý, thì chúng ta phải nên tìm hiểu một cách kỹ hơn. Đối với cá nhân tôi thì tôi đánh giá cao cái bộ ba sản phẩm chăm sóc vùng kín của Sila Việt Nam, và sản phẩm làm sạch, làm đẹp và chăm sóc da ở vùng kín. Bộ Sila Việt Nam gồm có 3 sản phẩm. Đầu tiên, chúng ta phải nói đến Sila Intimate Cleanser. Đây là một cái sản phẩm dùng để chăm sóc vệ sinh của phụ nữ. Và cái sản phẩm thứ hai chúng ta có thể nói đến chính là Sila Intimate Toner. Đây là sản phẩm xịt dưỡng và làm đẹp. Và sản phẩm thứ ba tôi muốn nói giới thiệu với các bạn, đấy chính là Sila Intimate Serum, là cái sản phẩm mà khi chúng ta bôi vào vừa dưỡng, vừa làm săn chắc, vừa làm đẹp, mịn màng và săn trắng của vùng kín. Thì cả ba cái sản phẩm này nó được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn đến mức các chị em có thể ăn được và nếm được. Cho nên chúng ta có thể sử dụng thường xuyên lâu dài mà không lo bất cứ một tác dụng phụ nào. Sản phẩm Sila Intimate Cleanser và sản phẩm Sila Intimate Toner, nó có hai dòng sản phẩm riêng biệt là Lollipop và Hottie. Nó đều có cái thành phần như nhau nhưng nó khác nhau ở mùi hương. Lollipop thì nó dành cho những cái bạn nào mà thích cái sự tinh nghịch, ngây thơ, ngọt ngào. Nó có mùi hương chanh, hoa hồng, vani, hương quế, hương gỗ thông, xạ hương. Và Hottie thì dành cho những cái bạn nào thích sự tinh tế, quyến rũ. Nó có hương xoài chín, hương đào, cam tươi, hương sen, hương hoa súng, đàn hương, xạ hương. Và không phải đây là nước hoa vùng kín, mà mùi hương là để mang đến khoảnh khắc chăm sóc, nó đọng lại cái mùi hương trên da một cách nhẹ nhàng. Thứ nhất là sản phẩm Sila Intimate Cleanser. Đây chính là dung dịch vệ sinh Sila. Nó có chiết xuất lô hội, trầu không, tỏi không mùi, CAPB, vitamin B5. Nó là sản phẩm nước vệ sinh dịu nhẹ, nó không có xà phòng, không có chất tạo mùi nhân tạo. Và với những thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như trầu không và nha đam, giúp cho làm sạch, duy trì độ ẩm, góp phần ngăn ngừa những viêm nhiễm. Sản phẩm Sila Intimate Toner chính là xịt làm đẹp Sila. Nó được chiết xuất từ Casip Fatima, lô hội, trầu không, cúc la mã, hoa hồng. Có thể xịt vùng kín nhiều lần trong ngày, dùng ngay sau khi đi vệ sinh và không cần rửa lại với nước. Nó có thiết kế xốp xịt ngược, dễ dàng dùng mà không cần rửa lại bằng nước, bảo vệ 24/24, có thể bỏ túi mang đi khắp nơi, rất tiện lợi và hạn chế tối đa cái việc nhiễm khuẩn ngoài ý muốn. Công dụng làm sạch, khử khuẩn, dưỡng ẩm, lại vừa tạo ra cảm giác thoáng mát, góp phần làm se da vùng kín, mùi hương giữ lại nhẹ trên da chứ không phải dùng mùi hương để át đi mùi khác. Vì cốt lõi sản phẩm Sila là khử mùi khó chịu, làm sạch, chăm sóc và dưỡng đẹp. Thứ ba là sản phẩm Sila Intimate Serum. Nó là sản phẩm chăm sóc da dành riêng cho vùng kín của phụ nữ, chứa tới 70% các siêu tinh chất, gấp 10 lần các loại dưỡng chất thông thường, đã được các nhà khoa học chứng minh là có tác dụng sáng hồng hào, săn chắc, chống hình thành nếp nhăn. Chất liệu gel lỏng làm thẩm thấu nhanh, thân thiện, không ảnh hưởng cho đến môi trường đặc biệt của cái khu vực vùng nhạy cảm này. Serum Intimate Sila thì có hai loại là Sila Intimate Serum Pinky và Sila Intimate Glowy. Sila Serum Pinky được chiết xuất từ dầu ô liu, dầu hạnh nhân, dầu dừa, dầu gấc, vitamin E và dẫn xuất vitamin C. Dầu gấc có tác dụng làm sáng hồng tức thì, đặc biệt có thể dùng cho nhũ hoa. Và với Sila Serum Glowy, nó có chiết xuất từ cúc la mã, nhân sâm, dẫn xuất vitamin C, sodium hyaluronate và sodium polystyrene sulfone. Và đây là những nhân sâm, nó có tác dụng săn chắc, căng mịn da tức thì, tạo cảm giác mịn màng, săn chắc, cân bằng độ ẩm, chống lại lão hóa. Quy trình chăm sóc da tối ưu nhất để các chị em phụ nữ có một cái quy trình hoàn thành chỉnh khi chăm sóc nàng thơ của mình, thì Sila cho ra mắt quy trình chăm sóc tối ưu vùng kín, sử dụng đều đặn sẽ khiến cho em bé sạch sẽ, khô thoáng và săn chắc lâu hơn một cách an toàn và tự nhiên. Khi vùng kín được chăm sóc một cách đúng cách thì các chị em sẽ trở nên tự tin và thoải mái hơn trong mọi hoạt động và mọi cuộc yêu. Ban ngày bước 1 chúng ta dùng vệ sinh phụ nữ, bước 2 dùng serum Pinky và chăm sóc da, bước 3 chúng ta dùng toner và lưu ý có thể dùng nhiều lần trong ngày đối với toner. Ban đêm bước 1 chúng ta dùng dung dịch vệ sinh, bước 2 cũng dùng serum nhưng đây là Glowy và chúng ta chăm sóc da, bước thứ 3 là toner tức là xịt làm đẹp. Lưu ý cũng có thể sử dụng nhiều lần
Và có thể nói Sila xứng đáng là một cái sự lựa chọn thông minh của phái đẹp. Với bộ sản phẩm này, các bạn hoàn toàn có thể tự tin làm đẹp ngay tại nhà mà không lo tốn kém quá nhiều thời gian hay là chi phí. Sila đã được thử nghiệm trên rất nhiều trường hợp ở những độ tuổi khác nhau và có những vấn đề ở vùng kín khác nhau, đều cho một kết quả vô cùng khả quan, gần như 100% người dùng đều hài lòng. Và bộ sản phẩm này lại đã được Bộ Y tế chứng nhận và cho phép lưu hành, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể an tâm. Hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi của tôi thì chị em có thêm một cái sự lựa chọn để làm đẹp vùng kín trên cơ thể an toàn và hiệu quả. Chúc các bạn luôn khỏe đẹp, tự tin và hạnh phúc. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.